Vâng, thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê giải trí. Và như chúng tôi đã chia sẻ thì hiện nay câu chuyện về loạn danh xưng các cuộc thi hoa hậu đang rất được quan tâm. Và nếu như trước đây mỗi năm thì chúng ta chỉ thấy là có một vài những cuộc thi sắc đẹp trong nước được tổ chức và chúng ta nhớ tên được tất cả những cô hoa hậu đăng quang, thì tính từ đầu năm 2022 cho tới nay thì chúng ta đếm sơ sơ thôi đã có khoảng tầm 20 cuộc thi rồi, và chưa tính các cuộc thi cấp địa phương khác. Và con số này không biết là có khiến anh Cường, một người rất quan tâm tới thị trường nhan sắc, cảm thấy choáng váng không ạ? Vâng ạ, tôi nghĩ là rõ ràng là trước đây thì có một thời gian thì chúng ta thấy là ngành văn hóa thông tin thì cũng đã không cho phép chúng ta đặt ra những cuộc thi để tìm ra danh xưng hoa hậu nữa, mà chỉ dừng lại ở cái danh xưng là hoa khôi thôi. Thế nhưng mà rõ ràng sau đại dịch Covid-19 thì không hiểu sao là các cuộc thi hoa hậu của chúng ta cứ nở rộ. Và tôi ấn tượng nhất là có một cái cuộc thi hoa hậu Hòa Bình thôi mà đến hai tên gọi, một là Miss Grand International, hai là Miss Big. Có nghĩa là rất là nhiều những cuộc thi giống như là chỉ cần một cái danh xưng nào đó để người ta bắt đầu thực hiện những cái công cụ hoặc là những cái mục đích khác nhau. Và nên chăng tại thời điểm này chúng ta cần phải có một cái sự siết chặt hơn nữa các cuộc thi hoa hậu ở trong nước để có thể là lấy lại được giá trị của hai chữ hoa hậu. Và nhiều chuyên gia cho rằng là đã đến lúc chúng ta phải siết lại các cuộc thi người đẹp để danh xưng hoa hậu thực sự mang lại giá trị và ý nghĩa, chứ không đơn thuần là các sự kiện mang tính chất giải trí nữa. Là người sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu báo Tiền Phong, nay là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà báo nhà thơ Dương Kỳ Anh cho rằng chưa bao giờ ông thấy danh xưng hoa hậu bớt đi nhiều giá trị như hiện nay. Là người theo dõi nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước, nhưng ông cũng không nhớ hết tên các cô gái đã đăng quang hoa hậu từ đầu năm đến nay. Đơn giản vì số lượng cuộc thi quá nhiều. Bây giờ không những loạn cuộc thi mà cái loạn quan trọng là loạn danh xưng. Phải là những cái cuộc thi nào mà cấp quốc gia thì mới gọi là hoa hậu. Còn những tỉnh, thành, ngành thì gọi là hoa khôi hoặc là gọi là người đẹp. Ví dụ như hoa khôi Hà Nội, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, người đẹp ngành chè, người đẹp ngành than, vân vân. Chứ nếu không cứ hoa hậu thì mấy chục cuộc thi thì cứ mấy chục hoa hậu thôi loạn. Cái hoa hậu của một ngành, thậm chí một tỉnh hoặc một cái đơn vị rất bé thì cũng hoa hậu thì rồi không biết ở đâu cả. Và một cái người là một cái hoa hậu nào nó có cái hoạt động nào nó không tốt ấy, thì nó ảnh hưởng tất cả. Và làm loạn cái danh xưng, loạn danh xưng, trước hết là danh xưng. Cho nên theo mình cái quy chế mà sửa đổi sắp tới nên bổ sung một số điều kiện. Danh xưng hoa hậu, theo nhà báo Dương Kỳ Anh, phải được coi là danh hiệu cao quý, trân trọng và gắn vào đó là trách nhiệm của những cô gái được công chúng lựa chọn. Danh hiệu hoa hậu phải đi kèm sứ mệnh. Tuy nhiên, sự ồ ạt tổ chức các cuộc thi nhan sắc trong thời gian vừa qua và dự kiến nó còn tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới, thì danh hiệu hoa hậu, á hậu sẽ không còn trở thành biểu tượng vẻ đẹp cho nhan sắc, trí tuệ, tâm hồn của phụ nữ. Khi nào còn người mong danh hiệu để đổi đời, còn người mong có thêm sân chơi để thu lợi nhuận, thì chắc chắn các cuộc thi sẽ vẫn còn diễn ra, bát nháo và lộn xộn. Trừ những cái đơn vị mà họ cố tình mua bán giải thưởng ra, thì những đơn vị mà yếu kém về mặt năng lực tổ chức, không có kinh nghiệm, không có chuyên môn, sự chuyên nghiệp, cũng như là không có tâm, thì rõ ràng là cái tiêu cực, gọi là cái góc tối của phía sau cái cuộc thi hoa hậu nó sẽ rất là nhiều. Và đấy chính là nó sẽ làm ảnh hưởng đến những cái cuộc thi hoa hậu chân chính. Cho nên là cá nhân tôi rất là phản đối những cái cuộc thi như vậy, những cái cuộc thi mà không trong sáng. Ngay ban tổ chức họ đứng ra tổ chức cuộc thi đã không trong sáng rồi. Hay là những cái cuộc thi mà đơn vị tổ chức có thể trong sáng nhưng mà họ không có kinh nghiệm. Họ không có kinh nghiệm cho nên là họ không có cái việc mà rà soát cũng như là kiểm tra chất lượng các thí sinh. Nhiều tranh luận cho rằng việc cấp phép tổ chức cuộc thi hoa hậu được đưa về địa phương là tỉnh, thành phố quản lý có sâu sát hay không, sau cùng thì vẫn sẽ được cơ quan quản lý cấp bộ làm công tác hậu kiểm. Việc thu hồi danh hiệu, hủy kết quả nếu vi phạm các điều khoản đã được nêu tại Nghị định số 144 sẽ là lời giải cho các cuộc thi sai phạm. Song không ít người cũng hoài nghi rằng nếu tiếp tục thả lỏng như vậy, nỗi lo loạn hoa hậu sẽ còn kéo dài đến bao giờ là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Ở phía cái cục nghệ thuật biểu diễn là cơ quan tham mưu cho bộ cũng đang làm việc và rà soát tất cả những cái công việc này với các sở. Hiện tại chúng tôi có 3 cuộc kiểm tra định kỳ thôi, nhưng mà kiểm tra về các cái công việc mà các văn bản vi phạm pháp luật cũng như là cái việc chấp thuận những cái cuộc thi đó như thế nào bây giờ đang làm.
Và chúng tôi sẽ hy vọng rằng có cái tổng kết sơ bộ vào tháng 9 năm 2022 để chúng ta nhìn được một cái bức tranh toàn diện. Trong tương lai thì tôi nghĩ rằng là để mà có một cái tiêu chí của Hoa hậu thì nó phải xem kỹ. Bởi vì tôi vẫn quan điểm là Hoa hậu, Hoa khôi và người đẹp là khác nhau. Sàng lọc những cuộc thi nhan sắc, động thái này nhận được sự hưởng ứng. Bởi điều đó sẽ giúp cho showbiz Việt tử tế hơn, ít nhất là trong việc không bị loạn danh xưng như hiện tại.